Hello, xin chào các bạn, chúng mình quay trở lại với kênh YouTube của Sun Studio. Apple thì luôn nổi tiếng với cái việc đó chính là thường xuyên cập nhật phần mềm cho những thiết bị đến từ nhà mình. Trước đây thì người chúng ta thường chỉ là quan tâm iOS tại vì là nó là quá phổ biến. Và ở hiện tại thì những chiếc Apple Watch nó cũng đã dần phổ biến rồi. Bằng chứng đó chính là mình bán cái lượng đơn cực kỳ nhiều luôn. Và rất nhiều bạn có inbox hỏi mình là có nên lên phiên bản watchOS 7 hay không? Thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến các bạn những cái điểm mà thay đổi giữa iOS 7 với iOS 6, cũng như là đưa ra lời khuyên các bạn có nên lên hay không nhá. Và không để các bạn ở đâu nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video ngay sau phần intro. Rồi, ở đây thì mình đang có hai chiếc đồng hồ Apple Watch Series 4 phiên bản thép. Đấy, mình cố tình lấy hai phiên bản giống nhau để mang đến cho các bạn là những cái trải nghiệm nó là đồng đều nhất. Đấy. Thì mình sẽ ngay sau đây mình sẽ chia sẻ qua từng thứ một để cho các bạn có một cái nhìn nó gọi là chuẩn xác nhất về phiên bản này. Thứ nhất, đó chính là cái watchOS 7 này nó sẽ hỗ trợ những cái phiên bản nào. Tương tự như là iOS ấy thì nó cũng sẽ có phiên bản hỗ trợ mà. WatchOS 7 nó sẽ hỗ trợ từ Apple Watch Series 3, tức là Series 2 không hỗ trợ rồi nha các bạn nhé. Series 3, Series 4 và Series 5. Vậy nên nếu như các bạn muốn trải nghiệm WatchOS 6 này thì tối thiểu các bạn sẽ phải lựa chọn cái chiếc Apple Watch Series 3. Cái thứ hai đó chính là những sự thay đổi. Thì mình thấy rằng là cái giao diện mặt đồng hồ chính là cái thứ mà các bạn quan tâm nhất. Thì đối với phiên bản WatchOS 7 này thì chúng ta sẽ được sự bổ sung thêm hai cái mặt mới. Đây này, mặt rất lớn này thì các bạn sẽ thấy là nó có sự khác biệt đây này. Đấy, cái icon của nó to hơn và cái số của nó sẽ chỉnh ra giữa nó to, giúp cho người chúng ta có thể là dễ dàng trong việc là nhìn hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có sự bổ sung của cái màn hình là máy ghi thời gian Pro. Đấy, nó dịch sang cái tiếng Việt này thì nó sẽ hơi lục cục một tí thôi, chứ còn để tên tiếng Anh nhìn nó mỹ miều lắm, có chữ Pro cơ mà. Đấy, thì đây chính là cái điểm mà mình thấy rằng là các bạn nên nâng cấp lên phiên bản watchOS 7. Và bên cạnh đó thì các bạn sẽ thấy rằng ở cái phần giao diện chỉnh sửa cái màn hình này cũng có sự khác biệt nhé. Đây này, bây giờ bên này là tùy chỉnh, một bên này sẽ là sửa. Và đặc biệt hay đó chính là chúng ta sẽ có một cái nút để chia sẻ. Từ đây thì chúng ta có thể chia sẻ cho những người thân của mình sử dụng cái giao diện mặt đồng hồ giống như mình. Tuy nhiên, người đó cũng phải sử dụng watchOS 7. Đấy, chứ còn nếu mà để watchOS 6 ý, thì nó sẽ không hiển thị ra được các bạn ạ. Đây này, mình để này, đây, chia sẻ sang ấy, thì nó cũng chỉ là ra là rất lớn thôi. Còn cái chiếc Apple Watch Series 4 thép của mình sử dụng watchOS 6 thì nó không mở ra được. Thì nó sẽ phải sự đồng bộ là iOS 14 cộng với lại watchOS 7 thì nó mới mở ra được các bạn nhá. Rồi, tiếp theo đó chính là cái chuyển cảnh. Các bạn nhìn đây này, chuyển cảnh của nó nhanh hơn rất nhiều luôn ý. Đây này, đó, đó, các bạn nhìn thấy chưa? Mình bấm đồng thời này, thấy chưa? WatchOS 7 nó mang đến cho người chúng ta cái trải nghiệm nó cảm giác nó nhanh hơn bằng cách là nó thay đổi hiệu ứng chuyển cảnh, nó cực kỳ nhanh, giúp cho các bạn sẽ có một cái hiệu năng nhìn nó nhỉnh hơn đáng kể. Đấy. Tiếp theo thì mình sẽ trải nghiệm thử cho các bạn xem về cái phần hiệu năng nào. 1, 2, 3. Đó, gần như là đồng thời luôn. Đây, tiếp tục mình sẽ show cho các bạn sự khác biệt về phần giao diện cài đặt. Giao diện cài đặt đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Với WatchOS 7 thì cái thông báo nó nhảy lên đầu. Đấy, trước cái phần iCloud này chúng ta sẽ có cái phần là thông báo. Đấy, thông báo này này, chúng ta sẽ có cái phần đó chính là cảnh báo thông báo xuất hiện khi bạn đeo đồng hồ Apple Watch. Bạn sẽ không nhận được cảnh báo thông báo trên Apple Watch khi mà các bạn sử dụng iPhone. Để mà xem thông báo bị lỡ thì các bạn sẽ vuốt từ trên xuống. Thì cái này thực tế ra mà nói thì trên phiên bản trước cũng như vậy rồi. Nhưng mà ở đây này, nó sẽ có cái hay này. Khi tính năng này được bật ấy, thì dấu chấm đỏ sẽ xuất hiện ở đỉnh của mặt máy đồng hồ khi mà các bạn sẽ có thông báo chưa đọc. Đấy, nó sẽ thông minh hơn. Còn đối với phiên bản trước ấy, thì chúng ta sẽ bắt buộc phải kéo xuống mới biết được cái thông báo là có cái gì. Rồi, trên WatchOS 7 thì các bạn sẽ thấy rằng đây này, cái phần tên của chúng ta nó đã được mất đi. Đó, thay vào đấy thì không gian chúng ta, các bạn nhìn thấy ngay phần ngoài này thì nó nhìn được đến cái chế độ máy bay. Còn cái WatchOS 6 thì không thể nhìn được. Nó chứng tỏ là nó đã tối ưu cho cái chúng ta về phần giao diện sử dụng.
Tiếp theo nữa nhá, khi mà bạn chọn vào chế độ máy bay thì watchOS 6 đơn thuần chúng ta chỉ có bật và tắt này thôi. Nhưng mà ở trên watchOS 7 thì nó sẽ tối ưu trong cái việc là sử dụng cả cài đặt wifi và bluetooth. Đấy, gói gọn trong này giúp cho người chúng ta có thể quản lý một cách cực kỳ nhanh chóng. Đấy, và ngoài ra nhé, các bạn có thể bật được cả wifi và bluetooth khi mà bật chế độ máy bay. Đấy, bật chế độ máy bay lên mà vẫn sử dụng wifi hoàn toàn bình thường. Đấy, còn đối với cái phiên bản watchOS 6 ấy thì chúng ta lại phải sử dụng bằng tay, và cũng như là khi mà bật cái chế độ máy bay lên ấy thì wifi cũng tắt luôn. Ngoài ra nhé các bạn ơi, cái phần menu đây này, trên phiên bản watchOS 6 khi mà chúng ta ấn mạnh cảm ứng lực ấy thì nó sẽ có tùy chọn cái phần tùy chỉnh cái giao diện của cái menu này. Nhưng mà với watchOS 7 thì chúng ta đã mất đi rồi, chúng ta nhấn mạnh thì cũng không ra gì. Và để cài đặt được ấy thì các bạn sẽ phải vào phần bên trong. Đấy, các bạn sẽ phải vào phần cài đặt này, kéo xuống tiếp bên dưới, các bạn sẽ có phần đó chính là cái menu. Ôi, đâu nhỉ, cái phần đây, xem ứng dụng này này, nó mới có thể thay đổi được. Còn trên phiên bản trước ấy thì chúng ta chỉ nhấn mạnh vào thế là xong. Với quan điểm cá nhân của mình thì thôi, vứt vào trong này cũng được, tại vì là vô tình mà chúng ta ấn vào một cái ứng dụng mà ấn mạnh phát thì nó lại ra cái giao diện chọn này thì nó cũng hơi bất tiện một chút. Tiếp theo đó chính là những cái sự thay đổi trong cái ứng dụng Health, ứng dụng mà theo dõi sức khỏe. Thì đối với watchOS 7 này thì Apple ngày càng trở nên là quan tâm đến người dùng chúng ta hơn, đặc biệt là trong cái giấc ngủ. Tại vì Apple có nói rằng là cái giấc ngủ là một trong những thứ vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và bằng chứng đó chính là cái phiên bản watchOS 7 ấy, thì các bạn vào cái ứng dụng sức khỏe ở trên iPhone ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái dữ liệu về sức khỏe của nó trở nên đầy đủ hơn. Đấy, đầy đủ hơn rất nhiều luôn. Đây các bạn kéo xuống này, bên này duyệt này, các bạn chọn vào phần giấc ngủ nhé. Giấc ngủ ngày iOS 6 ấy thì nó chỉ đơn thuần là phân tích giấc ngủ là bao ngủ bao lâu thôi. Nhưng mà đối với watchOS 7 ấy thì nó còn phân tích thêm cho chúng ta rất là sâu, nên nó sẽ trở thành một công cụ đắc lực để các bạn có thể theo dõi sức khỏe của mình một cách tuyệt vời hơn. Tính năng tiếp theo đó chính là cái tính năng mà Apple sẽ can thiệp sâu hơn trong quá trình chúng ta trải nghiệm nghe nhạc. Thực sự là Apple là một trong những hãng mà quan tâm đến trải nghiệm của người dùng chúng ta rất là nhiều. Bằng chứng đó chính là với watchOS 7 ấy, thì chúng ta sẽ có thể là tự động căn chỉnh cái âm lượng âm thanh khi mà chúng ta nghe nhạc. Ví dụ như là ở cái môi trường nó ồn ào ấy thì âm thanh nó có thể đẩy cao lên, còn ở cái môi trường mà yên lặng thì nó sẽ giảm cái âm thanh xuống, đỡ bị cái hiện tượng kiểu bị nặng tai ấy. Nghe nhiều âm thanh lớn quá nó cũng bị ảnh hưởng đấy. Nên là Apple rất là quan tâm đến trải nghiệm của người dùng. Tiếp theo đó chính là cái sự thay đổi về phần Siri. Đấy, Siri bây giờ ấy, thì sẽ có thêm tính năng đó chính là dịch. Bằng chứng nhá, mình sẽ show cho bạn xem này. Bây giờ mình sẽ thử cái watchOS 6. Can you translate English to Japanese? Đó, nó tìm ra nhé. Còn đây mình vẫn câu hỏi đấy, mình sẽ how can I say hello in Japanese? In Japanese, hello is konnichiwa. Đó, nó có thêm tính năng dịch giúp cho người dùng chúng ta có thể đi tất cả các nước có thể dịch một cách dễ dàng. Nhưng mà người nước ngoài yên tâm, về Việt Nam thì không sử dụng được, tại vì là cái Siri này chưa hỗ trợ cho tiếng Việt các bạn nhé. Tiếp theo đó chính là sự trải nghiệm về pin. À, thì mình thấy rằng là cái phiên bản watchOS 7 này mặc dù đang là phiên bản beta nhưng mà mình thấy nó đã có sự cải tiến đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Đó. Đấy, mình trải nghiệm thì mình thấy rằng là pin của nó có phần trâu hơn. Và đặc biệt hay đó chính là từ nay người dùng chúng ta mua Apple Watch cũ sẽ có thêm phần để kiểm tra tuổi thọ pin. Đó, cực kỳ hay luôn các bạn ạ. À, đây các bạn ấn vào phần pin nhé. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn lựa chọn tình trạng này. Đấy, các bạn có thể nhìn được luôn là cái dung lượng tối đa. Nó tương tự như iPhone ấy. Thì từ nay người dùng chúng ta sẽ có thật phần yên tâm hơn khi mà lựa chọn Apple Watch cũ. À, ngoài ra vẫn còn một cái sự thay đổi nữa trên phiên bản watchOS 7 này, đó chính là chúng ta sẽ có thêm phần phím tắt. Đấy, trên iPhone ấy thì cũng có phần là widget, nhưng mà bây giờ watchOS cũng có luôn.
Nhưng mà điều đáng tiếc đó chính là ở hiện tại thì mình lại chưa thêm được vào. Mặc dù ở đây mình cũng đã thêm này vào rồi nhưng mà nó không vào đây được. Mình không hiểu tại sao. Các bạn thử rồi thì các bạn có thể chia sẻ thêm với mọi người ở phía phần bình luận xem sao. Tập trung lại thì mình đã chia sẻ với bạn về phiên bản WatchOS 7 cũng như là so sánh giữa WatchOS 7 và WatchOS 6. Thì mình thấy rằng đây thực sự là một phiên bản mang đến cho người dùng ta rất nhiều sự thay đổi. Từ phần giao diện, về phần trải nghiệm, hiệu năng và thời lượng pin đều có phần nhỉnh hơn. Đặc biệt là chúng ta sẽ có sự bổ trợ của hai cái mặt màn hình mới cũng như là tính năng để giúp chúng ta có thể kiểm tra dung lượng pin còn lại, tuổi thọ của cái pin trên chiếc Apple Watch. Và mình thấy rằng đây thực sự là phiên bản rất đáng để người dùng ra cập nhật. Và nếu như các bạn mà am hiểu về công nghệ thì các bạn hoàn toàn có thể cập nhật iPhone của mình lên iOS 14. Sau đó thì các bạn có thể cập nhật chiếc Apple Watch lên phiên bản WatchOS 7 này hoàn toàn bình thường. Mình thấy rằng ở hiện tại nó vẫn hoàn toàn ok, mặc dù là phiên bản beta mà thôi. Vậy thì các bạn đã cập nhật lên phiên bản WatchOS 7 này hay chưa? Thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye.